Hai anh em nói chơi trò gì đấy? Anh em có đi ăn kem không? Có. Đi ra ăn kem đi. Đi từ từ nữa nhé. Đấy, chú đang làm cái móc quế đấy. Ta đi vào đây, đi vào đây. Đây để ông đang làm. Đấy. Nào mỗi anh em cầm một que đi. Mẹ ơi, mày gửi tiền không đấy. Nào hai anh em ơi, đứng ra đây nào. Đấy, hai anh em ăn thử đi xem ngon không. Ngon không? Lạnh. Em Lim ăn thử thấy ngon không? Ôi dồi ơi. Anh Lạc rơi kem. Cứ nhảy rơi cả miếng kem rồi. Bạn Lạc nhảy rơi cả miếng kem các bạn ạ. Đây là chiếc xe đạp thần thánh để đèo hai bạn Lim Lạc đi học. Hết rồi à? Con ăn ốc quế đi. Con ốc quế con ăn nốt đi. Em Lim chuyển sang đầu bên này ăn đi. Đấy, bé rồi đấy, ăn hết đi. Còn mấy miếng nữa thôi. Ăn là nó sẽ bé chứ. Hai anh em ăn thấy ngon không? Các bạn ơi, hôm nay hai bạn Lim Lạc đi lớp ngoan lắm. Nên là cậu thưởng cho mỗi anh em một que kem nhá. Rồi bây giờ hai anh em tạm biệt các bạn nào. Tạm biệt các bạn. Video đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn nhá.